Chào các bạn. Tiếp theo ở bài học số 4 này thì chúng ta sẽ học về cái hệ thống gồm các cái định mức xây dựng công trình. Bài học này thì diễn ra ngắn thôi. Chúng ta sẽ có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là cái định mức xây dựng công trình nó là gì và tại sao nó lại cần thiết và tại sao lại phải cần có chúng. Nội dung thứ hai chúng ta phải học ở đây là về hệ thống các cái định mức hiện tại mà do Bộ Xây dựng cũng như là các bộ khác như là Bộ Giao thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa cũng như là các tập đoàn tổng ty lớn họ công bố. Mục cuối cùng, mục thứ ba là chúng ta sẽ thực hành cái việc mà tra định mức trong phần mềm dự toán G8. Phần đầu tiên là tôi sẽ đi vào cái việc là tìm hiểu xem là tại sao chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống định mức, và cái hệ thống định mức đấy và một cái định mức nó gồm những thứ gì, nó là gì. Thì trong cái quan hệ mà giữa chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các đơn vị thi công xây lắp, các nhà thầu, thì nếu như mà chúng ta không có một cái bộ định mức, một cái hệ thống định mức mà do các cái cơ quan quản lý của nhà nước như là các bộ xây dựng hoặc như các bộ như bộ xây dựng, rồi là bộ giao thông, bộ công thương vân vân ban hành hoặc là công bố, hoặc là cái định mức do các tập đoàn lớn họ xây dựng nhiều thì họ công bố, thì khi đó chúng ta hình dung như là đơn vị thi công chẳng hạn với cả chủ đầu tư, với cả đơn vị tư vấn giám sát, thì không biết là lúc chúng ta sẽ căn cứ vào đâu để mà tính toán cái khối lượng xây lắp. Đấy, không biết là chúng ta tính kiểu gì, dựa vào đâu để mà căn cứ. Ví dụ như là có thể xảy ra trường hợp là nhà thầu thì cứ muốn là cái định mức của bê tông, ví dụ như xi măng nó cao chẳng hạn, thế nhưng mà chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát chẳng hạn thì thấy rằng là như vậy là quá cao, không ổn, không đúng với cả thực tế các anh thi công. Thế thì như vậy thì hai bên sẽ lấy gì ra để mà làm cái cơ sở mang tính chất pháp lý để mà giải trình cũng như là để thanh quyết toán công trình với nhau. Đấy, chính vì thế mà từ rất nhiều năm rồi là Bộ Xây dựng là cái bộ mà đi tiên phong trong cái việc mà xây dựng cái hệ thống định mức xây công trình. Ngoài ra các bộ khác họ cũng ban hành cái định mức cho chuyên ngành riêng của họ. Đấy, đó là cái lý do để mà chúng ta cần phải có một cái hệ thống định mức, vì chúng ta cần một cái cơ sở mang tính chất pháp lý đảm bảo do các bộ hoặc các cơ quan có uy tín họ tiến hành, họ khảo sát, họ tính toán, sau đó họ công bố hay là họ ban hành. Đấy. Và bây giờ chúng ta xem là cái định mức nó như thế nào, định mức xây dựng công trình xem nó như nào. Đây, bây giờ tôi sẽ lấy một cái công tác là một cái vì kèo, một công tác vì kèo. Đây là một cái vì kèo giả sử như khẩu độ của nó là 20m, vì kèo cho nhà công nghiệp. Thì trong trường hợp này định mức nó thể hiện được là cái hao phí khối lượng vật liệu này, hao phí định mức về nhân công này, hao phí định mức máy. Và chúng ta thấy ở đây đơn vị đây là chỉ cho gì ạ, 1 tấn thôi ạ. Đây, cho 1 tấn thôi. Đấy, thì đây chính là cái hình ảnh của cái định mức, một cái ví dụ về định mức. Vậy bây giờ chúng ta có một cái định nghĩa về định mức như sau. Tôi định nghĩa này dưới dạng là để thực hành cho nên rất là ngắn và mang tính chất thực tiễn rất là cao. Định mức là bảng thể hiện khối lượng hao phí mỗi loại vật liệu, mỗi loại vật liệu, khối lượng hao phí mỗi loại nhân công và khối lượng hao phí mỗi loại máy nếu có, cần thiết để mà gia công, để mà lắp dựng, hoàn thiện một đơn vị cấu kiện công tác. Đó, cũng giống như là chúng ta đang nhìn trên màn hình đấy ạ. Đây là khối lượng các loại vật liệu cần thiết, vật cần thiết này thì đi công cần lắp xong cái cũng chẳng hạn. Và định mức thì luôn được một mét một cắt tường. Trong hôm nay đương nhiên
chính hình theo tám trạch tấm này in máy thì khi phải các cái vật chọn đó để mà hàn cái thép này lại đấy. Và trong một số cái đầu việc thì bộ xây dựng cho chúng ta một cái vật liệu, đó là vật liệu khác, trong hợp này là 5% đấy. Có công tác thì là 5%, có cái thì 3%, có cái thì là 2%, vân vân. Thì cái này là do phía bộ xây dựng hoặc các bộ khi người ta ban hành định mức, họ tính toán hay họ khảo sát để mà làm sao ấy, cho nó đủ cái chi phí vật liệu cho cái việc mà gia công lắp dựng một cái đơn vị công tác này đấy. Và lưu ý đây là một đơn vị công tác, cho nên là cái định mức này nó rất là lẻ. Tôi lấy ví dụ là oxy chẳng hạn tính bằng chai, thì cái chai thì không có chuyện là số thập phân, số lẻ như này, mà số chai nó là số nguyên, một chai, hai chai, ba chai, vân. Tuy nhiên đây là cho một tấn, tức là một đơn vị công tác, cho nên là chúng ta có quyền là xây dựng cái định mức là số thực, tức là số rất là lẻ chứ không phải là số nguyên. Đó. Tương tự như vậy là cái nhân công. Ở đây là chúng ta thấy rằng là nhân công bậc 4/7 nhóm 1 và đơn vị là 32,571 công. Như vậy cái công ở đây là cũng rất là lẻ, là số thực. Đấy, số thực, số lẻ, số thực, chứ không phải là công phải là 2 anh, 3 anh thì không phải, vì đây là cho 1 tấn vỉa kẹo, một đơn vị công tác. Ở bài học số 2 thì chúng ta được học về cái hệ thống bảng giá nhân công. À đúng rồi, bảng giá nhân công. Thế thì chúng ta đã được học cái cách tính đơn giá nhân công. Thế nhưng mà có thể tại cái bài học đó thì chúng ta ai đó có thể thắc mắc là ô thế thì bây giờ tôi xây tường thì tôi sử dụng nhân công bậc mấy, nhóm mấy, đấy, bậc 3 hay bậc 4 hay là 4,5 hay bậc 5, đúng không ạ? Chúng ta đổ bê tông, đấy, trộn bê tông rồi đổ bê tông chẳng hạn, thì chúng ta phải sử dụng nhân công bậc mấy, bậc 3 hay bậc 3,5 hay bậc 4. Có thể ai đó là trong cái bài học số 2 trước đây đấy ạ, là chúng ta thắc mắc như vậy. Thì cái thắc mắc đấy là đúng, không sai. Thì nhân tiện cái định mức này tôi giải đáp luôn. Là nhân công, cái công tác xây tường, công tác bê tông hay là công tác vì kèo này, là nhân công bậc 3 hay bậc 3,5 hay bậc 4 hay bậc 5 vân, là do phía bộ xây dựng hoặc các bộ khi người ta tính toán, khi người ta khảo sát đấy, thì người ta đã cân nhắc để làm sao ấy cho cái số công này cho nó đủ là một, người ta bấm giờ bấm phút cho nó đủ cái thời gian là một. Cái thứ hai là cái công việc này nó phải cái bậc thợ, ví dụ tại sao nó không phải bậc 3, không phải bậc 3,5 mà nó phải bậc 4, vì phải bậc 4 thì mới đủ cái tay nghề thợ để mà có đủ tay nghề để mà gia công lắp dựng, để mà hàn, để mà gia công lắp dựng cái thép của vì kèo này. Đấy. Ngoài ra thì cũng có một nguyên nhân nữa là chúng cái bậc này thì cũng phải đảm bảo vì cái thời gian thi công này là cố định rồi, do chúng ta khảo sát thực địa chẳng hạn thì là chúng ta có thể dùng một phương pháp là bấm giờ để chúng ta xem là có một số công trình chúng ta bấm giờ thì cái tổ thợ đấy người ta làm mất bao nhiêu thời gian, rồi tính trung bình ra. Thế và như vậy thì cái thời gian mà thi công ấy là cố định rồi, không thay đổi được nữa. Thế nhưng mà để đảm bảo cái tiền công, một ngày công cho người thợ thì chúng ta phải tính nó tương ứng, tức là cái số công này nhân với tiền công ấy, nó phải tương ứng với cả cái sức lao động, tương ứng với cả cái để đảm bảo cái cuộc sống cho người công nhân. Đấy. Thế cho nên là cái việc ngoài cái thời gian thì số công ra được quy định thời gian rồi. Như vậy thì chúng ta phải cân nhắc cái nhân công bậc 2, bậc 3 hay là bậc 4 để làm sao mà đảm bảo cái đồng lương cho họ, để họ có đủ cái chi phí cho cuộc sống của họ. Đó. Tóm lại là bậc 3, bậc 4 đến bậc 5 thì là do các bộ người ta đã tính toán, người ta khảo sát rồi và người ta cân nhắc kỹ rồi để làm sao mà đủ cái trình độ thi công, rồi đủ cái mức sống cho người lao động. Đó. Thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều đến cái bậc thợ bậc mấy, bậc 4 hay bậc 3 hay bậc 3,5/7, thì chúng ta cũng không quá ư là phải quan tâm nhiều đến cái đó. Chúng ta chỉ quan tâm cái nhóm, đấy, nhóm nhân công thôi. Ví dụ nhóm 1 hay nhóm 2
Tại thời điểm này thì tháng 2 năm 2019 thì chúng ta vẫn sử dụng thông tư 05 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành để mà tính cái đơn giá nhân công. Thì cái nhân công phổ thông để mà chúng ta làm các công việc cho các công trình dân xây dựng dân dụng, giao thông thủy lợi vân vân ấy, thì đa phần nó rơi vào nhân công phổ thông là thuộc vào nhóm 1 hoặc nhóm 2. Đấy. Thì chúng ta, trong ghi chú ở trong thông tư 05 2016 ấy thì Bộ Xây dựng có ghi là nhóm 1 gồm có mộc, nề, sắt, bê tông trừ bê tông át phan, rồi là đào đắp đất, rồi là hoàn thiện vân vân ấy, thì trong đấy họ ghi. Thế như vậy chúng ta phải xem cái đầu việc này nó là cái đầu việc gì để chúng ta quy định cái nhân công bậc 4/7 này nó là nhóm 1 hay nhóm 2. Ví dụ trong hợp này là vì kèo. Vì kèo của chúng ta là sắt rồi. Sắt thì trong quy định ở trong ghi chú ở trong cái phụ lục các thông tư 2016 ấy thì vì kèo là sắt, đúng không ạ, là thép, thép là sắt, thế thì nó là cái công tác sản xuất vì kèo này thì nhân công bậc 4 này phải là nhóm 1. Đó, thì cái cách để mà chúng ta quy nhóm là như vậy, xác định nhóm là như vậy dựa trên cái ghi chú, mà có lẽ tôi phải mở cái luật ra thì mới ổn được. Đây, thông tư 05/2016. Thông tư 05/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về việc xác định đơn giá nhân công. Thì ở cái bảng phụ lục này người ta quy định phụ lục số 2, nhân công phổ thông để mà xây dựng trực tiếp ấy là hay nằm ở cái bảng số ở phụ lục 2 bảng số 1 này. Thì nhóm 1 là cái dòng này gồm có mộc, nề, sắt, bê tông các loại trừ bê tông át phan, ra bê tông nhựa, ra cốt pha, hoàn thiện, đào đất. Đấy, thì chúng ta cứ căn cứ theo các cái đầu việc này để chúng ta xác định được nó là bậc 1 hay bậc à, nhóm 1 hay nhóm 2. Đấy, rồi là khảo sát, rồi vận hành máy vân vân. Đấy. Thì là chúng ta xác định. Như trong hợp chúng ta công tác về vì kèo thì nó là sắt, sắt ở đây. Đúng chưa? Như vậy nó chính là nhóm 1. Nhóm 1 thì hệ số lương nó chính là đây. Đấy. Hay là các loại bê tông dầm, bê tông cột, bê tông sàn, bê tông vách vân vân chẳng hạn thì nó là bê tông rồi. Thì nó là nhóm 1. Bê tông át phan, bê tông nhựa thì đương nhiên là nhóm 2 rồi. Trừ bê tông nhựa ra thì nó là nhóm 2. Đấy. Rồi các công tác về cốt pha, về hoàn thiện. Hoàn thiện ở đây chúng ta phải hiểu cái hoàn thiện rất là rộng. Gồm có chát, ốp, lát, sơn, bả. Rồi hệ thống điện, nước trong tòa nhà. Công tác ổ cắm, đường điện, đường nước, sen, vòi, bệ, bệt vân vân thì nó là phần hoàn thiện. Rồi lợp mái, rồi là cửa đi, rồi là điều hòa vân vân thì hoàn thiện. Như vậy cái từ hoàn thiện nó rất là rộng, vô cùng rộng. Thì nhóm 1, đấy. Đào đất là nhóm 1. Đó, tóm lại là chúng ta dựa theo cái ghi chú này. Đấy. Ok. Rồi, trong hợp này là nhân công là 32,571 công. Tiếp theo, cái định mức này để mà hàn được cái thép này lại với nhau thì chúng ta phải có máy hoàn. Để mà khoan, bắt bu lông đinh tán chẳng hạn thì chúng ta phải có máy khoan. Và để mà gia công lắp dựng đưa nó lên ấy, thì chúng ta cần phải có cần trục. Trong hợp này cần trục 10 tấn. Và tất cả đơn vị là ca hết. Đây, và số ca rất là lẻ. Vì đây là cho một đơn vị công tác, tức là 1 tấn. Đó. Cuối cùng, chúng ta thấy là có máy khác, đơn vị là phần trăm. Đấy. Tương tự như vật liệu khác, đơn vị là phần trăm. Thì cái máy khác này, cũng như vật liệu khác này, đấy, thì trường hợp này là phần trăm. Này là phần trăm ứng với cả... ứng với cả cái ví dụ vật liệu này 5% là 5% của cái thành tiền tương ứng với bằng này vật liệu, chứ không phải là phần trăm của cái số cái khối lượng số kg thép số chai này, mà là 5% tương ứng với cả tiền của cái vật liệu còn lại này. Đấy. Tương tự như vậy thì cái máy này cũng vậy, có nghĩa là cái máy này chúng ta hiểu rằng là 5% tương ứng với cả tiền của các cái máy chính này. Đó. Đấy, thì đến phần mà bài học số 5 liên quan đến phần đơn giá xây dựng trình thì tôi sẽ nói rõ hơn cái việc mà tính đơn giá của các công tác này, thì tôi sẽ nói rõ hơn cái việc tính đơn giá vật liệu, đơn giá ca máy này theo cái phần trăm này sau. Bây giờ chúng ta chỉ biết rằng nó 5%, 1% này là phần trăm theo tiền chứ không phải là phần trăm theo khối lượng vật chất này, hay là phần trăm theo số ca này, là không phải. Đó, chúng ta phải hiểu như thế. Đấy, thì như vậy là định mức là như vậy. Có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là trong dân dụng, giao thông, thủy lợi vân vân hạ tầng thì cái phần trăm của vật liệu khác này nó luôn luôn bằng tổng thành tiền của phần trăm vật liệu còn lại này. Đấy, mà chia cho 100, cái đơn giá của vật liệu khác sẽ bằng tổng này chia 100. Thế nhưng mà đối với cả các cái công tác của bên ngành viễn thông
Đấy, ví dụ như bây giờ tôi lấy một cái công tắc này độ sạc nắp theo chữ nhật lớn, mã là 32.080.110.30. Thì với cái mã này là nó tôi lấy từ cái định mức của bên viễn thông, định mức số 258 năm 2009 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Đấy. Thế thì bên viễn thông họ hơi khác một chút là thế này, là cái vật liệu khác này, 2% này, thì người ta lại hiểu là ứng với cả các vật liệu phụ đó, các vật liệu phụ. Đấy, bây giờ tôi sẽ hiển thị cái này ra để các bạn hiểu rõ hơn. Đây, chúng ta sẽ ẩn. Rồi, chúng ta thấy cái vật liệu khác ở đây, cái đơn giá của nó bằng tổng tất cả các vật liệu còn lại, tổng thành tiền vật liệu còn lại mà chia 100. Đấy, chúng ta thấy cái hình nó xăm. Đó. Tuy nhiên cái vật liệu khác của công tắc này nó lại khác. Tôi bôi màu đỏ chúng ta dễ theo dõi. Đây, nó không phải là tất cả cái vật liệu này, không phải tất cả cái đống này mà chia 100, mà nó có lượng, có chọn lọc. Đấy, chúng ta thấy ạ. Vật liệu khác sẽ là 2% này là 2% không phải của tất cả các vật liệu này, mà 2% của vật liệu phụ thôi ạ. Ví dụ chúng ta thấy ạ, công tắc bê tông đúng không ạ, đổ bê tông bể có cốt thép đúng chưa ạ, thì đương nhiên là những vật liệu chính ở đây là gì, là đá 46, đá răm đúng chưa ạ, rồi là nước, bê tông phải có đá, phải có nước đúng chưa ạ. Bê tông thì nó phải có gì ạ, có cát vàng. Đấy, có chỗ này là có thép, thì cho nên là thép này là vật liệu chính, xi măng là vật liệu chính. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái công thức của cái thằng này, vật liệu khác này, nó sẽ chỉ bằng là những cái thành tiền của những vật liệu phụ. Ví dụ như là công tắc bê tông có cốt thép thì đương nhiên là các cái đinh chẳng hạn, gỗ nẹp chẳng hạn là vật liệu phụ rồi, gỗ chống vật liệu phụ rồi đúng chưa, rồi là cái dây thép, dây thép để buộc đấy thì nó vật liệu phụ rồi. Chỗ này là có lõi thép thì cái que hàn để mà hàn cái lõi thép đấy là vật liệu phụ rồi, vân vân. Chúng ta thấy là nó chỉ là một số vật liệu trong tổng các vật liệu này thôi, chứ không phải tất cả các vật liệu từ đá này đến tận xi măng đâu. À, thì có một cái lưu ý nhỏ như vậy. Thì tôi cũng hơi lai sang một chút phần đơn giá để chúng ta hiểu rõ cái định mức phần trăm 2% này của ngành dân dụng giao thông thủy lợi hạ tầng, nó sẽ hơi khác một chút so với cả bên viễn thông. Đấy, viễn thông sẽ quy định hơi khác nhé, chúng ta nhớ là như thế. Đấy, thì như vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cái định nghĩa về định mức, và chúng ta đã có một ví dụ để hiểu về định mức rồi. Đấy, tiếp theo, phần tiếp theo chúng ta sẽ học là về cái hệ thống các định mức hiện hành do Bộ Xây dựng và các bộ khác công bố. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Thì cái định mức đầu tiên, định mức quan trọng nhất mà có lẽ bất kỳ một cái ngành nào, dù dân dụng hay giao thông hay thủy lợi hay hạ tầng, thì chúng ta đều sử dụng. Và trên hình các bạn thấy đang thấy là cái quyển định mức, các bạn có thể nhìn thấy cái quyển, cái tờ bìa nó vô cùng là trông rất là rách dưới đúng không ạ? Tại sao thế? Mà cái quyển này là tôi chụp là ngày 25 tháng 9 năm 2010, có nghĩa là cách đây là gì ạ? Tháng 9 năm 2010, bây giờ là tháng 2 năm 2019, tức là 9 năm rưỡi rồi đúng không ạ? 9 năm rưỡi rồi, hơn 9 năm rưỡi một chút rồi. Đó. Thế thì tại sao nó, tôi cố tình tôi chọn cái quyển nó rách như này là có lý do của nó, chứ không phải là tôi không biết chọn cái quyển nó đẹp để tôi chụp. Vì lý do là cái quyển này chúng ta sử dụng nó vô cùng nhiều, chúng tôi sử dụng nó rất là nhiều để mà tra. Đấy, thế cho nên là từ 2010 nó đã rách như này rồi, vì là tra nó nhiều quá, cầm nó nhiều quá, dở lật đi là lại nhiều quá thì nó rách như này. Thế quyển đầu tiên là quyển định mức xây dựng công trình, phần xây dựng số 1776 do Bộ Xây dựng công bố ngày 16 tháng 8 năm 2017. Đấy, thì đây là cái quyển phần xây dựng, là quyển quan trọng nhất. Chúng ta làm gần như cái công trình nào chúng ta phải sử dụng nó, kéo dĩ phải sử dụng nó. Cho nên nếu mà nói trong tất cả các định mức thì cái định mức phần xây dựng này có lẽ là định mức quan trọng nhất. Cái nào cũng quan trọng nhưng mà cái này là quan trọng nhất, tôi khẳng định là như vậy. Đó. Sau này nếu mà ai làm rồi thì thấy rõ điều đó, còn ai chưa làm thì các bạn sau này các bạn làm về dự toán các bạn sẽ hiểu cái này sẽ là quan trọng nhất. Rồi chúng ta xem cái định mức này nó là như thế nào. Đó. Định mức này là định mức cho phần
xây dựng thô của một công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng, vân vân, là chúng ta đều sử dụng nó. Đấy. Mã của định mức phần xây dựng là mã A, từ AA tới AL, thậm chí M. Sau này bổ sung thêm các định mức mới thì chúng ta phải hiểu là cái định mức phần xây dựng nó tận AA tới AM, AM. Theo sau là một dấu chấm và năm chữ số. Một dấu chấm và năm chữ số. Tôi lấy ví dụ luôn này. Công tác về vừa rồi tôi có một công tác về kèo, đúng chưa ạ? AI11111 đúng chưa ạ? Một dấu chấm và ba chữ số, 12 chữ số này là năm chữ số 11, 12, 13. Thì 11 mã 11 ấy là ứng với cả khẩu độ 18 đến 24. Mã AI11113 là ứng với cả khẩu độ lớn 36 m. Đó. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Lúc nãy cái màn hình của chúng ta, ví dụ ấy, thép hình 860 cân, thép tấm 169 cân đấy ạ. Chúng ta thấy ạ, 860, 169, rồi là que hàn là 20,89, vật liệu khác 5%. Đây, que hàn đâu đây, 20,89, vật liệu khác 5% đây. Thì chẳng qua là tôi đã chép từ sách định mức bộ xây dựng ra, tôi đưa trên màn hình ví dụ cho các bạn xem vừa rồi. Hạn định nhân công là 32,571 đây, 32,571 công đây, chúng ta thấy ạ, 32,571 công. Thì trong phần mềm nó tự nó tra chúng ta các loại máy khoan cần trục, đúng chưa ạ, 3,47 0,43 1%, đây 3,47 0,43 1%, k, ok, đó. Đấy, thì chúng ta thấy cái định mức là của bộ xây dựng là người ta ban hành theo cái cấu trúc như thế này, được chưa ạ? Đấy, chúng ta thấy ạ. Phía trên là thành phần công việc, thì chúng ta xem phía trên nó sẽ có đây. Đây chẳng hạn bao giờ đầu chương thì cũng có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng. Đấy, thì chúng ta nên là khi mà chúng ta lần đầu tiên ấy học và lần đầu tiên sử dụng định mức, thì các bạn từng chương một các bạn nên xem cái đầu chương ấy, bao giờ nó có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng, thì cái rất quan trọng các bạn xem nhé, tự xem cái này. Đấy. Đối với công tác bê tông chẳng hạn, thì tôi lấy ví dụ vữa ở đây người ta ghi là 1,025 cho cái đơn vị là gì, đơn vị tính đây là 1 mét khối bê tông, chúng ta nhớ đây là 1 mét khối bê tông, thì vữa là 1,025 mét khối vữa đó. Chúng ta thấy là chỗ này chỉ có 1 mà đây lại dư ra là 0,025, tức là chúng ta thêm 2,5% vữa. Thì lấy đâu, tại sao lại dư ra như vậy? Bởi vì đây là định mức này. Định mức này là định mức để đem ra thi công ngoài công trường. Đấy. Cho nên cái vữa này nó bao gồm cả hao, hụt, co, ngót, vân vân. Đó. Cho nên tất cả cái định mức vữa, gỗ, đinh, rồi nhân công, rồi máy này, đây chính là định mức đem ra công trường để thi công. Đó. Chúng ta thực, đây là định mức thực tế để thi công và để tính toán giá trị xây dựng công trình. Đấy. Cho nên nó phải phản ánh thực tế ngoài công trường, chứ không phải định mức ở phòng thí nghiệm hay là định mức thử nghiệm chẳng hạn, hay lý thuyết, không phải. Đây là ngoài thực tế, ngoài công trường rồi. Đấy. Cho nên là chúng ta mới có 2,5% co ngót, rơi vãi, hao hụt, vân vân, bê tông, đúng chưa ạ? Cái thứ hai nữa, cái vữa này người ta chưa nói cái vữa này là vữa mắc bao nhiêu, mắc 150 hay là mắc 200 hay 250 300, vân vân, chưa có. Cho nên là cái khi mà trong đơn giá đến ngày mai thì chúng ta thấy là cái vữa mã AF12210 này họ sẽ triển khai thành 12, 13, 14, 15. Ví dụ 12 ứng với mắc 150, AF12213 ứng với mắc 200, 14 ứng với mắc 250, vân vân chẳng hạn. Thì sau này chúng ta sẽ thấy rằng là thông thường ấy, cái mã định mức này nó sẽ trùng mã đơn giá. Tuy nhiên với các công tác như là xây, chát, rồi là bê tông, thì cái mã của đơn giá và mã định mức nó lệch nhau một chữ số. Ví dụ đây là 10 thì quyển đơn giá nó sẽ là 11, 12, 13 trở đi. Đấy, để các bạn hiểu là do lý do là do cái vữa này là nó chưa quyết định vữa là bao nhiêu, cho nên là khi các tỉnh họ công bố đơn giá thì họ ra phải triển khai cái vữa ra thành nhiều mác khác nhau, và mỗi một mác sẽ ứng với một cái mã, một cái đuôi khác nhau. Ok. Đấy, thì đây là một cái định mức thực tế. Thì định mức này cho phần thô của một công trình, như tôi đã nói đã, ví dụ công trình dân dụng thì bắt đầu từ phần đào đất, đào móng, rồi ép cọc bê tông, rồi là phần cốt pha, phần thép, phần bê tông, bê tông của đài móng, của răng móng, của cột, của dầm, của sàn, của vách, lõi, vân vân. Rồi đến phần xây, phần chát, phần ốp, phần lát, sơn bả,
là chúng ta hiểu rằng là toàn bộ trong cái này, trong cái lĩnh vực này. Hay đối với công trình về giao thông thì gần như các công tác đất liên quan đến con đường đó, rồi các công tác đổ các lớp đá, lớp bê, lớp mặt vân vân thì cũng đều có trong cái quyển lĩnh vực này. Đấy. Các công trình là cho thủy lợi, nông nghiệp phát triển nông thôn, đấy, thì đê kè, kênh mương thì chúng ta cũng sử dụng các công tác đất ở trong cái quyển lĩnh vực này rất là nhiều. Đấy. Vân vân thì cái quyển lĩnh vực này sử dụng rất là nhiều, rất là quan trọng. Đó. Thì đấy, thì bây giờ tôi sẽ dở lại cái tờ bìa. Thì cái quyển sách này thì ở Hà Nội thì chúng ta nên ra phố Hoa Lư, cạnh Bộ Xây dựng chúng ta mua, thì có rất nhiều các cái cửa hàng sách về xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi thì họ có bán quyển sách này, thì chúng ta nên mua cái quyển sách này để chúng ta tra. Đấy, cho nó tiện. Đấy là sách giấy. Thế còn thì ở các tỉnh khác thì các bạn xem tham khảo thêm, chứ tôi không rõ lắm, nhưng mà ở Hà Nội là phố Hoa Lư. Rồi, đấy là quyển định mức phần xây dựng quan trọng nhất. Tiếp theo, cái quyển định mức này, phần xây dựng lấy đâu ra? Thì các bạn vào dự toán luật xây dựng, hoặc là các bạn bấm vào cái sheet luật xây dựng ở đây. Đây, luật xây dựng ở đây, thì cũng thế thôi. Thì phía trên của chúng ta là các cái văn bản của chính phủ, phía dưới là hệ thống định mức của Bộ Xây dựng, cũng như là các cái thông tư hướng dẫn tính toán công trình của Bộ Xây dựng ở phía dưới. Phía dưới nữa là các cái thông tư của Bộ Tài chính, và phía dưới nữa là các bộ khác. Thế thì tôi đang nói về cái định mức phần xây dựng, đúng chưa ạ? Thì bây giờ chúng ta thấy ạ. Đây. Định mức 177652 là 7. Chúng ta thấy đây ạ. Đây, tôi bầu đỏ chúng ta dễ nhìn nhá. Được chưa ạ? 177617 Bộ Xây dựng. Thì ở ngoài cùng nó cột tải về đây, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chờ một chút. Thì tại thời điểm này các bạn nên dùng các cái trình duyệt mà để mặc định, các trình duyệt như là Cốc Cốc hoặc là Google Chrome hoặc là Firefox thì thuận tiện, để khi mà chúng ta kích và tải về thì nó sẽ ra cái trang web của Bộ Xây dựng luôn, đấy, là moc.gov.vn. Thì đây là cái định mức phần xây dựng số 1776 năm 2007 do Bộ Xây dựng công bố, đấy. Và cái này tất nhiên bây giờ vẫn còn hiệu lực, đấy. Nói là ngày hết hiệu lực là đây năm 2107 cơ mà. Ngày có hiệu lực năm 2007, ngày hết hiệu lực là năm 2107. 21 đúng rồi, 2 tức là gần 100 năm nữa cơ. 26 11 2107. Rồi. Thôi kệ nó. Cái file mà chúng ta cần tải về chính là file này. Đây, các bạn kích vào đây để tải về. Là sẽ tải về cho chúng ta. Đấy. Tải về sau đó chúng ta giải nén ra thì nó sẽ ra cái hệ thống định mức của Bộ Xây dựng. Đây, chúng ta giải nén ra nhé. Đấy. Tiếp theo, sau năm 2007 thì đến năm 2012 thì Bộ Xây dựng công bố cái định mức sửa đổi và bổ sung cho định mức 176 này là 1172. Đấy. Thì các bạn bấm tải về để tải nhé. Tương tự như kia thôi. 1172 đây. Tiếp theo chưa hết, đến năm 2014 thì Bộ Xây dựng lại công bố tiếp định mức số 588, là vừa sửa đổi vừa bổ sung cho hai cái định mức 176 và 1172 này. Tôi bố tiếp màu đỏ chúng ta nhìn. Chưa hết, đến năm 2017, năm kia đấy ạ, thì tháng 4 năm 2017 thì Bộ Xây dựng công bố tiếp cái định mức số 235 là sửa đổi và bổ sung cho các định mức phía trên. Đó. Đấy, thì tính thiểm này là chúng ta có bằng cái định mức, và chúng ta bấm vào tải về đây để chúng ta tải nó về. Đấy. Tải về. Và chúng tôi thường để ở những cái trang web rất uy tín, rất yên tâm là của Bộ Xây dựng, chúng ta tải nó về ở đây thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Chúng ta bấm vào cái mục tệp đính kèm này, để chúng ta bấm để tải về. Đó. Đấy. Đây là định mức phần xây dựng. Tiếp theo, cái định mức thứ hai rất quan trọng là định mức phần lắp đặt điện nước trong nhà. Đấy. Định mức phần lắp đặt điện nước trong nhà. Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt theo quyết định mức số quyết định số 1777 năm 2007 Bộ Xây dựng công bố. Đấy. Thì định mức này là định mã của nó là mã B,
từ BA tới BD, theo sau là một dấu chấm và cũng là năm chữ số. Đấy, theo sau là một dấu chấm và năm chữ số. Thì đến mức này là chuyên cho phần lắp đặt điện và nước trong nhà. Nhớ là trong nhà nhé, chứ ngoài đường như công viên hay là ngoài vỉa hè vân vân ấy, đường cái điện nước ở đấy là chúng ta không dùng cái này. Đây chỉ trong tòa nhà thôi. Ví dụ như là cái hệ thống đường điện, đường nước đi chìm trong tường, trong hộp kỹ thuật, rồi hệ thống công tắc ổ cắm, rồi đèn, rồi quạt, rồi điều hòa, rồi hệ thống sen vòi bệ bệt vân vân. Trong khu vệ sinh là chúng ta sẽ sử dụng cái này rất là nhiều. Chúng ta thấy ví dụ này, lắp đặt ổ cắm là mã BA18200. Thì BA18201 là ổ cắm đơn, BA18202 là ổ cắm đôi, và tương tự như vậy là BA18204 là ổ cắm có 4 chấu, 4 lỗ, để chúng ta cắm được 4 cái phích cắm vào. Thì cũng như phần xây dựng thì bắt đầu chương ấy, thì chúng ta nên xem là cái hướng dẫn và thuyết minh. Sau đó đến từng cái nhóm, ví dụ nhóm BA18 là lắp đặt các thiết bị đóng ngắt chẳng hạn, công tắc, rồi là aptomat chẳng hạn, chúng ta nên là xem cái thành phần công việc là cái gì. Ví dụ trong hợp này là gì ạ? Chuẩn bị này, đấu dây này, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sau đó mình kiểm tra và bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư hay là đơn vị tư vấn, vân đấy. Thì cái thành phần công việc này nó giúp cho chúng ta biết được là à, cái công việc lắp ổ cắm ấy nó gồm những thứ gì, là ông phải chuẩn bị này, xong ông đấu dây này, xong lắp cái ổ cắm vào này, lắp thì đảm bảo yêu cầu này, sau đó ông kiểm tra xong việc bàn giao đấy. Thì tất cả cái này là bao gồm cái phần thành phần công việc nó bao gồm, để đảm bảo rằng ví dụ có người bảo là ô thế lắp ổ cắm này thì ông đã bao gồm cái phần đế chưa, phần đế chìm trong tường chưa, thì câu trả lời là gì ạ? Chỉ có gì ạ? Có chuẩn bị này, có đấu dây, có lắp ổ cắm đảm bảo kỹ thuật thôi, chứ không nói gì đến cái hộp đế âm tường cả. Thế cho nên chúng câu trả lời gì là không có phần đế đấy, phần đế đấy là một công tác riêng chứ nó không liên quan cái công tác lắp đặt ổ cắm này, là phần này chỉ liên quan ổ cắm không thôi. Đó. Đấy, thì chúng ta rất quan tâm cái thành phần công việc này nhé, để chúng ta biết là thi công chúng ta tương ứng với cả cái định mức này như thế nào. Tôi lấy ví dụ BA18201 chẳng hạn, thì vật liệu là ổ cắm, thì ổ cắm đơn là một cái, đúng rồi. Đơn vị tính một cái thì đây là một cái rồi. Nhân công, lúc nãy chúng ta thấy ạ, vì kèo là bậc 4, đúng chưa ạ? Thế nhưng cái này là nhân công bậc 3.5/7, tức là bậc thấp hơn một nửa bậc, bậc 4, còn đây là bậc 3.5/7. Thế thì ổ cắm này là phần gì ạ? Phần hoàn thiện. Thế thì chiểu theo cái phụ lục 2 đấy, trong thông tư 05/2016, thì phần hoàn thiện thì nó nhóm mấy? Nhóm 1. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ là nhân công này là gì ạ? Nhân công 3.5/7 nhóm 1 đấy, vì nó phần hoàn thiện, nó đặt ổ cắm là phần hoàn thiện. Đó. Tất nhiên ai đó bảo không phải thì tôi cũng không biết làm cách nào để tôi giải thích nữa. Các bạn bảo nó là nhóm 2 thì tôi nghĩ không đúng. Thế còn các bạn quyết định nó là nhóm 2 tôi chịu, thì các bạn chọn thôi ạ. Vâng, tôi bảo nó là nhóm 1 đấy ạ. Thì số công nó là 0.1 công. Đó. Còn cái vật liệu khác ở đây, ví dụ công tác về kèo nó là 5%, nhưng mà vật liệu khác của cái ổ của công tác lắp ổ cắm này nó chỉ là gì, có 0.5% thôi, tức là nó bằng 1/10 của cái công tác mà lắp đặt về kèo. Đó. Thế thì như vậy là bao nhiêu phần trăm thì là do bộ xây dựng người ta đã tính toán, người ta khảo sát rồi, và chúng ta chỉ việc gì ạ? Chúng ta phải áp dụng thôi ạ. Được chưa? Trừ khi mà cái định mức này chúng ta thấy rằng nó quá phi lý, nó quá không phù hợp với cả cái công việc thực tế ở công trường chúng ta thi công, thì trước khi thi công trong hợp đồng chúng ta nên thương thảo lại, chúng ta nên có một cái phụ lục để mà điều chỉnh các cái định mức nó chưa phù hợp với thực tế mà cái công trình hay cái dự án mà chúng ta thi công. Và khi đó trước khi mà ký hợp đồng thì chúng ta có một cái phụ lục, và khi thi công chúng ta tuân thủ theo phụ lục đó. Những cái gì mà không có trong phụ lục thì chúng ta hiểu rằng là tuân thủ theo cái định mức của các bộ, như là Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vân vân, họ công bố là tốt nhất. Đó. Rồi, cái định mức lắp đặt này chúng ta lấy đâu ra? Thì tôi nhắc lại các bạn vào dự toán và luật xây dựng, hoặc là các bạn kích vào cái mục cái sheet luật xây dựng ở phía dưới này. Đấy, nó bên cạnh sheet tổng hợp kinh phí. Đấy. Thì định mức phần xây dựng, tôi cho nó tất cả thành màu đen để cho tôi bôi màu cho dễ nhé. Rồi, phần lắp đặt điện nước này, lúc nãy là phần xây dựng rồi, phần lắp đặt thì định mức 1777. Đây, phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống phụ tùng. Rồi, đấy,
Rồi định mức đầu tiên là 177, thì chúng ta bấm tải về đây thì nó cũng vào cái website của bộ xây dựng xây dựng.gov.vn. Thì đây là định mức phần lắp đặt đây. Được chưa ạ? Thì cái tệp đính kèm ở đây, chúng ta tải cái file 20335.ra về, sau đó chúng ta giải nén nó sẽ ra thôi ạ. Đấy. Tiếp theo, đến năm 2012 thì bộ xây dựng lại công bố một cái định mức sửa đổi bổ sung số 1173 là sửa đổi bổ sung cho phần lắp đặt 1776 này. Đấy, chúng ta bấm tải về nó sẽ tải về chúng ta thôi ạ. Tiếp theo đến năm 2014 thì bộ xây dựng lại công bố cái định mức số 587 năm 2014 cũng lại sửa đổi bổ sung cho hai cái đứng 177 và 1173 ở đây. Chúng ta bấm tải về đây thì nó sẽ tải về chúng ta thôi ạ. Đấy. Tiếp theo đến năm 2017 thì bộ xây dựng ban hành cái công bố cái định mức 236 năm 2017 mùng 4 tháng 4 năm 2017 cũng lại sửa đổi bổ sung phần lắp đặt điện nước trong nhà. Chúng ta bấm tải về đây thì nó sẽ mở cái trang web của bộ xây dựng ra. Đấy, để và chúng tệp đính kèm đây. Bộ xây dựng 236 quyết định bộ xây dựng ngày 4 tháng 4 năm 2017, chúng ta tải cái file này về. Đấy, chúng ta tải cái bấm kích vào đây nó sẽ tải về chúng ta. Đấy. Ở đây thì thôi để đỡ mất thời gian, tôi không mất công tải cái này làm gì. Các bạn tải về xem thôi ạ. Đó là file PDF. Chúng ta tải về chúng ta mở ra luôn để xem thôi. Đó. Đấy. Thì như vậy tính điểm này là có cái định mức 236 là định mức mới nhất. Đấy. Và tất nhiên khi tra chúng ta phải ưu tiên cái 236 trước. Có hay không? Đấy, có chúng ta dừng lại. Đấy. Còn nếu không có chúng ta tra cái 587. Nó phải có hay không? Nếu có chúng ta dừng lại, không có chúng ta tra 1173. 1173 có hay không? Có dừng lại, không có chúng ta tra 1777. Đấy, như vậy chúng ta khi tra chúng ta phải ưu tiên định mức mới trước và định mức cũ là sau cùng. Ok. Đó. Ngoài ra thì còn có rất nhiều cái định mức khác như là định mức phần khảo sát. Đấy, hiện nay là cái định mức mới nhất là 1354 năm 2016 phần khảo sát. Mã của nó là mã đầu C từ CA tới CSC. Đấy, theo sau là một dấu chấm và năm chữ số. Đấy, thì đây là phần khảo sát địa chất, địa hình, rồi đo vẽ bản đồ, rồi là khoan thăm dò xác định cái sức chịu tải của nền đất chẳng hạn, vân vân. Đấy, thì chúng ta kích vào mục tải về để chúng ta tải về. Đây. Thì đây là cái định mức cũng khá là quan trọng. Đây. Đây là cái phần bìa. Thế còn nội dung chính chúng ta tải file này về, đây chính là nội dung. Đó. 1354. Tiếp theo, các cái định mức phần sửa chữa thì chúng ta làm các quy trình dân dụng là cái phần mà sửa chữa bảo dưỡng công trình. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái định mức 1149 năm 2017 phần sửa chữa. Chúng ta bấm tải về để tải về. Đấy, thì nó sẽ mở cái website của bộ xây dựng ra. Đấy, thì đây cái file đính kèm đây, 1149 đây, năm 2017 chúng ta tải về. Thì định mức này mã đầu là S, SC là sự viết tắt của chữ sửa chữa đấy ạ, SC. Đấy, mã đầu là S, theo sau là một dấu chấm và năm chữ số, thì chuyên cho phần sửa chữa. Các bạn tải về để xem. Tất nhiên tôi lưu ý, tôi nhắc lại là khi mà chúng ta dùng chuyên nghiệp thì chúng ta nên mua sách giấy để chúng ta dở ra thì tiện hơn là sách ở file PDF, thì đôi lúc chúng ta dở nó không đủ tiện lắm. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng ấy, ngoài phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, sửa chữa là các định mức chính, thì còn rất nhiều cái định mức khác, ví dụ như là định mức phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng chẳng hạn. Đấy. Rồi là các cái định mức phần phần định mức phần công ích. Đấy. Công ích thì nó bao gồm có chiếu sáng, rồi chiếu sáng ngoài công cộng đấy ạ, ngoài công viên, ngoài đường phố đấy ạ. Chiếu sáng cây xanh trồng cây xanh ở vỉa hè, công viên. Rồi là thoát nước ở đây là thoát nước của hệ thống đường đường nước ở thành phố, cống ngầm ở thành phố. Rồi là hệ thống thu gom rác thải, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường đấy ạ. Thì cũng là bộ xây dựng họ ban hành cái định mức đó. Thì khi chúng ta làm cái định mức nào chúng ta sẽ vào cái lục luật xây dựng này chúng ta tải về. Đấy. Thế thì như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn về các cái định mức do bộ xây dựng ban hành. Thế còn các cái định mức của các bộ khác thì chúng ta bấm vào mục tỉnh thành phố dưới cùng màn hình này, chúng ta chọn mục thêm ở dưới cùng này. Hoặc cách thứ hai là chúng ta vào menu đơn giá, tải về đơn giá trên mạng internet, chúng ta bấm vào cái mục này. Đấy. Thì nó cũng ra một cửa sổ tương tự thôi ạ.
Chúng ta đang ở Hà Nội thì nó tự tích cho chúng ta Hà Nội để chúng ta tải về, nhưng mà tôi đang nói về các định mức của các ngành khác. Thí dụ trong phần mềm V8 nó có rất nhiều các định mức của ngành khác, ví dụ như là bên xăng dầu, đường ống, bể chứa, silo để chứa xăng dầu đấy ạ. Bạn nào làm bên Petrolimex chúng ta sẽ tải về chúng ta làm. Viễn thông, viễn thông này là định mức bên Bộ Thông tin Truyền thông họ công bố, hoặc là tập đoàn Viettel thì có riêng cái định mức của bên Viettel. Lưu ý Viettel thì các định mức mới thì chỉ có các đơn vị thành viên trong tập đoàn Viettel thì mới được áp dụng cái này. Thì cái này chúng ta sẽ liên hệ với cả bên VTnet để chúng ta sẽ lấy các định mức đơn giá tương ứng với bên Viettel. Tất cả các đơn vị thành viên đều được quyền lấy cái định mức này miễn phí, chứ không có ai có cái quyền không phải mất phí gì cả. Rồi bên văn hóa, ví dụ chúng ta mà xây dựng các công trình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, đình chùa, miếu mạo v.v. ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái định mức cho văn hóa này. Đấy. Rồi bên truyền hình đấy, thì chúng ta sử dụng cái định mức truyền hình này. Rồi thủy lợi, thủy điện, thủy công đấy. Rồi tiếp theo là bên điện lực thì chúng ta tải cái ngành điện về đấy. Viễn thông thì chúng ta tải cái viễn thông, còn bên điện lực chúng ta tải một ngành điện về. Thì tải xong ấy thì trên máy của chúng ta nó phía dưới nó sẽ có, ví dụ như trên máy của tôi khi bấm chấp nhận nó tải về thì tôi đã để sẵn đây, là ví dụ như là của viễn thông này. Đây tôi cũng có một số cái tôi chưa tải về thì nó báo này. Đấy. Thì nó có rất nhiều cái định mức của bên viễn thông. Ví dụ định mức mới, định mức số 258. Chờ tí. Đây 258 năm 2009. Do Bộ Thông mùng 9 tháng 2 năm 2009 Bộ Thông tin Truyền thông ban hành công bố. Đấy, thì chúng ta tải về. Hai bên điện lực chẳng hạn nó sẽ có ở đây. Ngành điện đây. Đây. Có rất nhiều. Đường dây trạm biến áp rồi chiếu sáng vân vân. Ví dụ như là định mức số 4970 năm 2016 về đường dây trạm biến áp. Đấy, hay là định mức 7606 đường dây, 7606 trạm biến áp. Vân vân thì trong này nó có, hay là 4167 chẳng hạn là về xây lắp đường dây trạm biến áp. Vân vân thì 1426 về chính nghiệp điện, vân vân thì chúng ta tải cái này về để chúng ta sử dụng nhé. Rồi tóm lại các ngành, các cái chuyên ngành khác thì chúng ta bấm vào mục tỉnh thành phố, chúng ta chọn mục thêm. Xong rồi là chọn các cái ngành mà chúng ta cần. Đó. Rồi, vừa rồi chúng ta đã đi xong mục 2 là chúng ta khảo sát cái hệ thống định mức do Bộ Xây dựng và các bộ khác. Cũng như là cái việc mà tải cái định mức vào sử dụng trong phần mềm G8. Bây giờ chúng ta sẽ mục cuối cùng là thực hành tra định mức trong dự toán G8. Thì chúng ta mở phần mềm dự toán G8 ra. Thế sau rồi thì tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta cái định mức dân dụng chẳng hạn đi, phần xây dựng của các tỉnh thì tỉnh nào làm tỉnh nào chúng ta chọn tỉnh đó. Sau đó chúng ta khi mà tra các đầu việc ấy thì nó thể hiện định mức ở phía dưới này. Đây ví dụ công tác việc kèo đây. Tôi kéo lên cái này chúng ta nhìn nó rõ. Thì công tác việc kèo nó thấy ạ, định mức các loại thép. Nhưng đấy chúng tôi đã hướng dẫn đấy, nó nằm ở đây. Nhân công thì nó nằm ở đây. Và máy thì nó nằm ở đây. Đấy, đấy là một cách. Của bên ngành điện thì của viễn thông thì đây. Cũng tương tự thôi, chúng ta tra. Đây là một cách. Cách thứ hai là chúng ta vào menu đơn giá. Đấy, chúng ta vào menu định mức. Thì trong định mức là có các cái định mức này, ví dụ chúng ta đến phần AI chẳng hạn. Chúng ta để ở cột mã số, chúng ta có AI ở đây. Thì nó lọc theo cột hiện hành, ví dụ cột chúng ta để ở cột mã số thì nó hiểu lọc theo mã số. Tìm theo ở cột tên thì nó hiểu là tìm theo cột tên, ví dụ như là chúng ta gõ chữ xây tường. Chúng ta đang để ở cột tên, chúng ta gõ chữ xây tường xong chúng ta nhấn enter thì nó sẽ tìm tất cả những cái công tác có chữ xây tường của chúng ta ở đây. Thì ví dụ bây giờ trường hợp xây tường tôi thấy ạ, xây đá học đấy, xây tường thẳng như thế này mark 75 thì định mức đó hiển thị phía dưới định mức đây, đá học là 1,2 khối, vữa là 0,42 khối, nhân công là bậc 3,5/7 nhóm 1. Tương tự như vậy các công tác khác thì chúng ta công tác nào nó có máy nó sẽ hiển thị cả máy ở đây. Đây như công tác này chẳng hạn thì nó có thêm máy trộn vữa 80 lít là 0,025k. Đấy, thì như vậy có hai cách để chúng ta tra định mức. Đó. Mà thông thường thì chúng ta tra luôn ở phía ngoài cho tiện, đỡ phải vào bên trong, tùy các bạn. Đấy, ok. Đấy. Như vậy là tóm lại ngày hôm nay
Bài học thứ tư này tôi đang dẫn các bạn hiểu rõ về cái hệ thống định mức là gì. Đấy. Cũng như là các cái định mức hiện hành mà chúng ta đang sử dụng, mà các bộ, các quyển sách như thế nào, tải cái định mức đấy ở trên mạng như thế nào. Đấy. Cũng như là chúng ta đã biết cách mà tra cái định mức đấy trong phần mềm G8 như thế nào. Đấy. Tôi xin tạm dừng cái buổi học ở đây. Tuy nhiên thì trước khi kết thúc hẳn thì tôi cũng có nhắn nhủ các bạn. Các bạn đi mua sách ở các hiệu sách, sau đó các bạn về sử dụng, thì trong một công ty thì chúng ta nên là có các cái bộ sách, phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa, vân vân. Đấy, chúng ta thuộc ngành gì chúng ta nên có những quyển sách định mức thuộc ngành đó. Nhưng mà các cái quyển xây dựng lắp đặt thì thông thường là công ty nào cũng phải có, hay là cá nhân nào mà làm chuyên nghiệp thì chúng ta nên mua sách. Còn nếu mà chưa điều kiện mua sách thì các bạn có thể tải ở đây về. Đấy, các bạn có thể bấm tải về ở đây. Đấy. Và trong quá trình mà làm việc với các dự án lớn thì các chủ đầu tư, các nhà tư vấn cũng như các nhà thầu thì nên ngồi lại với nhau để mà xác định xem cái định mức nào của bộ xây dựng là phù hợp rồi thôi. Còn nếu chưa phù hợp thì chúng ta nên tạo ra một cái bảng phụ lục để liệt kê những cái đầu việc ấy ra, và hai bên ngồi thảo luận cái định mức mới lại theo đúng như là chúng ta đã thi công công trường, để tránh cái tình trạng là có một số định mức đối với công trình khác là hợp lý nhưng mà đối với công trình của chúng ta nó không hợp lý, chưa phù hợp, thì chúng ta điều chỉnh ngay từ lúc trước khi ký hợp đồng, và cái phụ lục đấy nó nằm trong hợp đồng luôn, để tránh cái tình trạng là tranh cãi sau này khi mà chúng ta quyết toán công trình. Và trong quá trình làm việc hoặc học tập, các bạn có gặp trục trặc gì cần hỗ trợ hay là cần trao đổi thêm về chuyên môn vân vân, thì các bạn sẽ vào mục trợ giúp, vào mục là đóng góp ý kiến với G8 Hoàng Hà, hoặc các bạn vào website dự toán G8.com ở đây. Và cũng rất mong là các bạn sẽ đồng hành với chúng tôi để theo dõi tiếp các cái video phía sau. Bài số 5 sẽ là bài nói về hệ thống đơn giá do các tỉnh công bố, do các tỉnh ban hành. Đó. Và chúng ta cố gắng làm sao để mà sau khóa học này chúng ta sẽ làm được một cái bộ dự toán công trình, sẽ làm được bài thầu, sẽ làm được tổng đầu tư, sẽ tính toán được quyết toán công trình để thanh toán và chúng ta thu lại tiền. Đấy. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn. Vâng.